Mình chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho quý anh chị và các bạn sử dụng cái tính năng đó là Export Caption, hay còn gọi đó là xuất phụ đề. Thì cái tính năng này thì các bạn thấy nó ẩn đi, nó chưa có cho phép các bạn dùng, lý do là các bạn chưa có tạo phụ đề ha. Để tạo một phụ đề thì chúng ta phải cần cái video. Rồi thì lúc này các bạn sẽ vào cái phần đó là caption và chọn add caption. Thì lúc này các bạn sẽ gõ cái phụ đề. Thì phụ đề này là cái gì đây? Thì nó là cái chú thích cho cái nội dung mà các bạn đang nói đến, hoặc là đọc duyển theo cái lời thoại mà cái nhân vật đang nói. Thì tùy thôi, các bạn dùng với mục đích nào thì cũng được. Ví dụ như là mình đánh đại đi ha. Đây, câu hỏi huyền thoại. Hello, how are you today? Rồi, cắt cái video này ngắn ngắn để... Tại vì làm hướng dẫn thì cũng không có đi sâu về vấn đề edit. Thì đó, cái phụ đề nó như thế này nè. Nếu mà các bạn không thích cái màu đen đen này nó bao bọc cái chữ thì chúng ta chọn cái phụ đề và vào cái phần chữ A này nè. Các bạn thấy cái phần opacity thì chúng ta sẽ giảm về 0, thì lúc này cái phần đen đen bao quanh chữ nó bị mất. Còn muốn đổi màu á thì cũng vào đây thôi, chọn màu. Thông thường thì khi xem phim thì mình thấy phụ đề nó màu vàng đúng không? Lý do là nó nổi rồi, dễ đọc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ import phụ đề. Phụ đề thì các bạn làm nhiều lắm đó nha, chứ không phải là một cái đâu. Tại vì mình đã hướng dẫn nên mình làm con cái để mình thị phạm thôi. Còn trong thực tế thì các bạn làm phụ đề nhiều lắm. Đây, các bạn sẽ vào cái phần share và chọn export caption. Lúc này thì cái chức năng này nó mới hiện lên. Rồi, để mình tạo cái thư mục để đưa phụ đề ra ha. Export caption và chọn cái nơi lưu và save lại. À quên quên đặt tên. Thông thường là các bạn phải đặt tên thì nó mới cho lưu. Rồi save lại thì các bạn thấy trong cái video mình có cái phần phụ đề. Lúc này thì các bạn thấy phụ đề ra nhưng mà không có video thì phụ đề nó cũng vô dụng thôi. Phải có video thì phụ đề nó mới hỗ trợ được. Thì lúc này các bạn sẽ render cái video ha. Cái này là cái phụ đề rồi. Thì khi mà các bạn có video thì các bạn phải để chung một cái thư mục với phụ đề thì nó mới hiện cái phụ đề lên. Còn các bạn để video ở nơi nào đó, phụ đề ở nơi khác thì nó không hiểu. Cái này phụ đề rồi thôi. Thì các bạn thấy khi mà các bạn tải những cái video phim trên những cái trang web hay là những cái nơi chia sẻ thì họ kêu các bạn là tải thêm phụ đề thì đó. Cái này là phụ đề rồi. Tại vì phụ đề nó có hai loại, phụ đề đóng cứng vào video luôn. Thì các bạn bật video lên thì các bạn thấy phụ đề đó luôn. Còn phụ đề rời là các bạn, là nó chia ra video riêng, phụ đề riêng. Tại sao phải có phụ đề rời? Thông thường thì những cái nhà làm phim họ sẽ đưa cái phụ đề bằng tiếng Anh, đúng không? Thì dựa vào cái phụ đề bằng tiếng Anh như thế này thì các bạn sẽ sử dụng một cái chương trình đọc phụ đề. Ở đây mình thấy là iSub nó đang hiểu. Thì mình bật cái chương trình phụ đề lên, mình sửa lại thì lời thoại nó sẽ khớp với cái phụ đề. Thì phụ đề rồi nó chỉ có mục đích như vậy thôi, hoặc là bạn có thể lưu trữ. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ giả sử như là các bạn xóa phụ đề thử coi nè. Rồi các bạn xuất video ra.
Lưu ý là các bạn đặt cái tên video nó trùng khớp với cái phụ đề nha. Tại đây là phụ đề rồi. Rồi đi kiếm cái video lúc nãy mình đã export. À không phải đây. Đây. Thì mình sẽ đưa vào cái thư mục có chứa phụ đề. Thì lúc này bật video lên để xem. Thì như các bạn có thể thấy phụ đề nó có ha. Khi mà giả sử mình để cái phụ đề nó đi ra ngoài thì lúc này chỉ còn lại video thử xem có phụ đề hay không nha. Thì các bạn thấy video không hề có phụ đề. Đó là lý do mà các bạn xem phim các bạn hỏi tại sao video không có phụ đề. Những cái video bạn tải trên mạng, những cái bộ phim, những cái phim bom tấn thường các bạn hỏi sao không có phụ đề. Lý do các bạn chưa tải phụ đề rồi. Các bạn có phụ đề rồi về. Và cái phụ đề rồi này nó phải trùng với cái tên video. Lúc này các bạn xem video này các bạn sẽ thấy có phụ đề. Để các bạn hiểu được vấn đề tại sao xem phim mà không có phụ đề chưa. Nhiều bạn chửi cái trang web là tại sao tôi download không có phụ đề. Rồi đây là cách làm phụ đề rời với phần mềm Camtasia Studio. Thì hy vọng sau khi các bạn xem xong video này thì có thể biết thêm một cái tính năng mới. Ồ phải, biết thêm một cái tính năng của phần mềm Camtasia. Đây không phải tính năng mới nha. Tính năng này có từ rất lâu rồi. Còn thích phụ đề cứng thì các bạn vào để mình làm lại. Hello, how you today, phone. Rồi, phụ đề cứng tức là các bạn mở video lên có phụ đề luôn, không phải phụ đề rời như cái lúc nãy. Thì các bạn sẽ vào cái phần share local file. Thì lúc này để xuất một cái video có phụ đề cứng thì chúng ta sẽ vào cái phần local file và chọn MP4 only up to 1080 ha. Next. Rồi nó hỏi bạn đó là cái gì nè. Thì chúng ta sẽ chọn đó là ok. Chọn thử ok đi ha. Và nếu nó không có phụ đề thì chúng ta chọn cancel thôi. Rồi đặt tên video. Finish. Đây cái video mà mình đã đóng cứng phụ đề. Các bạn thấy video có phụ đề luôn ha, mà không cần cái phụ đề rời. Thì đây là cái phụ đề cứng, nó khác nhau ha. Rồi tóm lại trong video này các bạn cần hiểu có phụ đề thì có hai loại. Một là phụ đề rời như thế này, tức là video đi đâu phụ đề phải đi đó. Hai là phụ đề cứng, nó đóng, nó ép cứng vào video luôn, tức là video và phụ đề nó là một. Thì tùy theo cái nhu cầu, hoàn cảnh, ngữ cảnh mà các bạn cần sử dụng cái tính năng nào thì các bạn tự ứng dụng ha. Sau khi xem xong video này thì các bạn sẽ có những cái trang bị, những cái kiến thức mới, hoặc là những bạn nào biết rồi thì thôi, dành cho những bạn chưa biết. Và nếu như bạn thấy video này có ích thì nhấp vào nút đăng ký để ủng hộ cũng như là cập nhật những video mới nhất từ mình. Mến chào và hẹn gặp lại.